lửa giao tranh đỏ rực tại Đông Âu. Nga không kích lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, Ukraine hứng chịu hàng trăm thương vong. Cùng lúc đó, Ba Lan huy động quân đội, họp khẩn vì tên lửa xâm nhập không phận. Moscow tuyên bố có thêm nhiều đồng minh mới, đập tan giấc mơ của lập Nga của phương Tây. Giao tranh tại Trung Đông thêm loạt diễn biến mới, Israel tăng cường xe tăng và không kích hàng chục nghìn dân Gaza chạy loạn. Giáo giết truy quét Hamas, IDF tuyên bố phá hủy nơi ẩn náu của thủ lĩnh nhóm vũ trang. Ở phía ngược lại, Hamas tung video đụng độ với Israel, loạt khí tài nổ tung như cầu lửa. Trong bối cảnh đó, cựu thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại khủng hoảng toàn cầu vì xung đột Israel-Hamas. Một số thông tin khác, lo ngại bị tấn công cực đoan, Pháp huy động hàng chục nghìn cảnh sát dịp đón năm mới thông đốc Texas nói ông Biden đang hủy hoại nước Mỹ. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến xung đột sụp sôi ở giải Gaza cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết quân đội nga hôm 29 tháng 12 đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhắm vào các tòa nhà dân cư ở Kyiv, phía nam và phía tây nước này, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng, cuộc không kích quy mô lớn được tiến hành vào cuối năm cho thấy không nên bàn về một thỏa thuận ngừng bắn với Điện Kremlin ở thời điểm mà tương lai về sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev vẫn là điều không chắc chắn. Hàng triệu người Ukraine đã phải thức giấc vì những tiếng nổ lớn. Tôi ước gì toàn thế giới có thể nghe thấy âm thanh ấy. Ngoại trưởng Dimitro Kuleba nói, đồng thời kêu gọi các đồng minh tiếp tục viện trợ quân sự lâu dài cho Kiev. Trong một báo cáo mới nhất, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 87 tên lửa hành trình và 27 máy bay không người lái trong tổng số 158 mục tiêu trên không do Moscow triển khai. Trong một bài đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã sử dụng gần như mọi loại vũ khí trong kho của mình trong làn sóng tấn công lớn nhất này. Giữa lúc đó, các quan chức Ba Lan cho biết một vật thể bay không xác định đã bay vào không phận nước thành viên NATO từ hướng Ukraine hôm 29 tháng 12. Vụ việc diễn ra khi Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine bằng hàng loạt tên lửa và UAV. Thiếu tướng Maciej Silis, chỉ huy tác chiến quân đội Ba Lan cho biết, tên lửa Nga đã bay vào không phận nước này vào khoảng 7 giờ, tức giờ địa phương. Quả đạn bay sâu khoảng 40 km, di chuyển trong không phận Ba Lan trong vòng 3 phút. Rồi quay trở lại Ukraine. Mọi dấu hiệu đều cho thấy một tên lửa của Nga đã đi vào không phận Ba Lan và sau đó rời đi khỏi không phận của chúng tôi. Đại tướng Quislo Korkula, tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan ngày 29 tháng 12 thông báo, radar và đồng minh của chúng tôi xác nhận điều này. Tướng Kilis cho biết hệ thống phòng không Ba Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cao do các đợt tấn công bằng UAV của Nga nhằm vào Ukraine. Đại tá Dacse người phát ngôn của Bộ chỉ huy tác chiến các lực lượng vũ trang cho biết. Ba Lan đã huy động lực lượng sẵn có để ứng phó tình hình. Sau đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tổ chức một cuộc họp khẩn với các quan chức quốc phòng nước này. Chưa dừng lại ở đó, trong một tuyên bố tối ngày 29 tháng 12, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết nước này đã triệu tập đại biện Nga tại Warsaw, Andrei Odas sau vụ tên lửa được cho là của Moscow xâm phạm không phận Ba Lan. Đáp lại, nhà ngoại giao Nga khẳng định Ba Lan không hề đưa ra bằng chứng cho cái gọi là xâm nhập biên giới. Hãng tin AIA dẫn lời ông Odas. Tôi đã nhận được một công hàm trong đó có tuyên bố vô căn cứ rằng vào sáng ngày 29 tháng 12, một vật thể trên không đã xâm phạm không phận Ba Lan, thứ mà các chuyên gia Ba Lan xác định là tên lửa dẫn đường của Nga. Không có bằng chứng nào được đưa ra. Tôi đã yêu cầu đưa ra bằng chứng bằng văn bản về những gì trong bức thư đề cập, nhưng đã bị từ chối. Hồi tháng 11 năm 2022, một tên lửa bay lạc của Ukraine rơi trúng làng gần biên giới của Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng. Vụ việc cũng xảy ra khi Nga đang tập kích Ukraine và từng làm dấy lên lo ngại rằng chiến sự giữa Moscow và Kiev có nguy cơ lan rộng ra khắp châu Âu. Mặt khác, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, ông Leonid Slutsky mới đây tuyên bố rằng Nga đang có được các đồng minh và đối tác mới trên khắp thế giới, bất chấp ước mơ cô lập Moscow của phương Tây. Phương Tây đang mong muốn cô lập Nga nhưng chúng tôi lại đang được có các đồng minh và đối tác mới ở châu Phi, châu Mỹ Latin, khu vực châu Á Thái Bình Dương và thậm chí là châu Âu. Hãy nhìn Slovakia, Hà Lan, Hungary, tuy họ vẫn chưa thể được coi là đồng minh của chúng tôi, nhưng đã có một vài khác biệt lớn trong thời gian gần đây. Nhà lập pháp cho biết, trong thông báo tóm tắt kết quả năm 2023 đăng trên trang Vcontactor của mình. Bên cạnh đó, ông Slutsky cũng chỉ ra rằng không phải ngẫu nhiên mà khối BRICS phát triển trong năm nay. Tất cả các quốc gia tại châu Á châu Phi, châu Mỹ Latin và cả thế giới Ả Rập. Họ đang ngày càng tin tưởng Moscow, nhìn thấy hướng đi trực tiếp và cởi mở về một thế giới đa cực mà không có sự sai khiến của một số bá chủ tự phòng. Đây là một sự thay đổi về chất trong chính trị thế giới, nhà lập pháp nói thêm. BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Sau hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8, tại Johannesburg, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tuyên bố mở rộng khối này. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, BRICS sẽ bao gồm Ai Cập, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Saudi và Ethiopia. Nga sẽ làm chủ tịch BRICS vào năm 2024. Liên quan tình hình Trung Đông, Israel cũng đã khép lại một năm mới với các cuộc tấn công mới ở miền Trung và miền Nam Gaza, mở ra một cuộc di cư mới của những người vốn đã phải rời bỏ nhà cửa từ các khu vực khác điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan gọi là giai đoạn thiết yếu trong sứ mệnh tiêu diệt Hamas. 12 tuần kể từ khi lực lượng Hamas tấn công các thị trấn của Israel khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt giữ. Các lực lượng Israel đã khiến phần lớn giải Gaza trở thành đống đổ nát. Gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân nước này đã phải di rời ít nhất một lần và nhiều người hiện đang tiếp tục trốn chạy đến lần thứ ba hoặc lần thứ tư. Cơ quan Y tế Gaza cho biết thêm 184 người Palestine được xác nhận đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên 21.507 người, chiếm khoảng 1% dân số Gaza và vẫn còn hàng ngàn người khác có thể chưa được tìm thấy trong đống đổ nát. Trong một diễn biến mới nhất, lực lượng Israel đã triển khai thêm xe tăng từ phía bắc và phía đông, đồng thời ra lệnh hàng chục ngàn người dân Gaza rời khỏi các quận trung tâm như Burey, Magazi và Nusrat. Hầu hết họ đã tìm đường về phía nam hoặc phía tây, đến thành phố Dia El Bala vốn đã quá tải. Dựng những chiếc lều tạm bỡ làm từ các tấm nhựa trên bất kỳ bãi đất trống nào mà họ có thể tìm thấy. Israel trước đây nhấn mạnh rằng họ sẽ thực hiện các bước để tránh thương vong cho dân thường và đổ lỗi cho Hamas vì đã xâm nhập vào các khu vực đông dân cư. Là đồng minh thân cận nhất của Israel, Mỹ đã tăng cường kêu gọi nước này giảm quy mô hoạt động quân sự tại dài Gaza, đồng thời chuyển sang một chiến dịch có mục tiêu rõ ràng hơn. Nhưng cho đến nay, Israel vẫn chưa có dấu hiệu giảm quy mô tấn công. Theo Hòa đã phát động một cuộc chiến dịch mới vào tuần cuối cùng của năm, bắt đầu bằng việc ném bom dữ dội vào các khu vực trung tâm. Đáng chú ý, lực lượng phòng vệ Israel hôm 29 tháng 12 tuyên bố đã phá hủy một mạng lưới đường hầm một trong những căn hộ ẩn náu của Dada Sinwa, thủ lĩnh của lực lượng Hamas ở Gaza. IDF cho biết, đội chiến đấu lữ đoàn dự bị số 14 của IDF đã xác định và phá hủy căn hộ gần thành phố Gaza trong những tuần gần đây. Theo IDF, Căn hộ này là một phần của mạng lưới đường hầm dài và nhiều nhánh được các thủ lĩnh cấp cao của Hamas sử dụng. Trong quá trình kiểm tra căn hộ, các binh sĩ thuộc đơn vị Jahalom của IDF đã phát hiện ra một trục đường hầm sâu 20m ở tầng hầm. Trục đường này dẫn đến một đường hầm dài 218m, có mạng lưới điện, cơ sở hạ tầng thông gió và xử lý nước thải cũng như các phòng cầu nguyện. Đường hầm này sau đó đã bị đơn vị Jahalom của IDF phá hủy. CNN hiện không thể xác minh độc lập các tuyên bố của IDF. ở phía ngược lại, cánh vũ trang Hamas hôm 29 tháng 12 đã công bố đoạn video được cho là ghi lại các cuộc tấn công khác nhau nhắm vào xe tăng của Israel ở thành phố Gaza. Các video được công bố cho thấy các chiến binh Hamas đã giao tranh với xe tăng, xe bọc thép và binh lính của Israel trong khu vực Gaza. Reuters hiện không thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm ghi hình. Trong khi đó, phát ngôn viên quân sự của Israel hôm 29 tháng 12 tuyên bố đã hoàn thành một loạt các cuộc tấn công quy mô nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở li gây ảnh hưởng đáng kể đến vị trí chiến đấu của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Theo đó, phát ngôn viên của đội, chuẩn đô đốc Daniel Hagari trong một tuyên bố trên truyền hình cho biết, lực lượng Israel đã tiếp tục tấn công sâu hơn nhằm vào lực lượng triển khai của Hezbollah gần biên giới phía Bắc. Theo Reuters, Hezbollah đã giao tranh với lực lượng Israel kể từ khi đồng minh Palestine là Hamas gây chiến với Israel vào ngày 7 tháng 10, gây ra một cuộc xung đột thu hút nhóm vũ trang và các phe phái, phái liên kết với Iran khác trên khắp Trung Đông. Israel cho biết họ không tìm cách mở mặt trận ở phía Bắc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó cảnh báo rằng Beirut sẽ biến thành Gaza nếu Hezbollah bắt đầu một cuộc chiến tổng lực. Trong bối cảnh đó, Reuters dẫn lời cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu cho biết xung đột Israel-Palestine có thể trở thành khủng hoảng toàn cầu nếu cuộc chiến lan rộng sang Liban, Yemen và Iran. Ông buộc tội Mỹ đã thêm dầu vào lửa bằng cách phủ quyết nghị quyết Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn tại giải Gaza. Tôi rất lo ngại xung đột có thể dẫn đến chiến tranh khu vực hoặc thậm chí là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, ông Davutoglu cảnh báo. Kể từ khi xung đột bùng phát, bên cạnh các cuộc giao tranh giữa lực lượng phòng vệ Israel, IDF và nhóm vũ trang Hezbollah tại biên giới Liên bang, các lực lượng Houthi ở Yemen cũng đã nhắm mục tiêu và chiếm đoạt các tàu có liên quan đến Israel trong khu vực. Cựu Thủ tướng Ahmed Davutoglu nhận định, tình hình chỉ tiếp tục trở nên căng thẳng khi Mỹ công bố sẵn sàng ủng hộ Israel không điều kiện và sử dụng quyền phủ quyết của mình để chặn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình tại Gaza. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên. Reuters đưa tìm, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Demanin hôm 29 tháng 12 cho biết, Paris sẽ triển khai lực lượng lớn cảnh sát và binh sĩ trong dịp lễ đón năm mới vào cuối tuần này, trong bối cảnh lo ngại đối mặt với các mối đe dọa cực đoan cực cao. Những gì đang xảy ra ở Israel và Palestine rõ ràng đã làm dấy lên những lo ngại về các hoạt động cực đoan, vị quan chức nói với các phóng viên. Theo đó, ông Damanin cho biết, khoảng 90.000 cảnh sát dự kiến sẽ được triển khai trên khắp nước Pháp, trong đó có 6.000 cảnh sát ở Paris. Bên cạnh đó, 5.000 binh sĩ cũng sẽ được huy động từ Sentinel, đơn vị được thành lập để đối phó với các mối đe dọa cực đoan. Trước đó, Pháp, Đức và Áo cùng một số quốc gia khác tại châu Âu đã đưa ra các biện pháp tăng cường kiểm tra an ninh và bảo vệ nhiều điểm tập trung đông người trong bối cảnh lo ngại về mối đe dọa cực đoan trước thềm năm mới. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Reuters dẫn lời các nhà lập pháp nước này cho biết đang cân nhắc việc cấm đốt pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Việc ngăn ngừa ô nhiễm không khí và các quy định về an toàn hỏa hoạn được cho là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi liên quan lệnh cấm đốt pháo hoa. Năm 2017, dữ liệu chính thức cho thấy 444 thành phố tại nước này đã cấm đốt pháo hoa. Kể từ đó, một số thành phố đã nới lỏng lệnh cấm, cho phép đốt pháo vào những thời điểm nhất định trong năm và tại các địa điểm được chỉ định. Tuy nhiên, trong tháng này, nhiều nơi đã ra thông báo cấm đốt pháo hoa, làm giấy lên cuộc thảo luận về lệnh cấm. Một số người Trung Quốc cho rằng lệnh cấm này là điều cần thiết để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong một cuộc thăm dò trực tuyến của Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, hơn 80% người tham gia ủng hộ việc bắn pháo hoa trong Tết Nguyên đán, ngày lễ quan trọng nhất của người Trung Quốc. Một số người còn cho rằng lệnh cấm này thật khác thường, bởi Liên Hợp Quốc vừa thông qua việc công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức, một động thái được các quan chức Trung Quốc hoàn nghênh. Theo các phương tiện truyền thông nhà nước, tại tỉnh Hồ Nam, trung tâm sản xuất pháo hoa lớn của Trung Quốc, giá trị pháo hoa được xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 11 đã đạt 4,11 tỷ nhân dân tệ, tương đương 579 triệu đô la. Con số này vượt xa doanh thu bán hàng trong nước. Ở New York Post đưa tin, chính quyền tổng thống Biden dọa sẽ kiện thống đốc bang Texas Greg Abbott ra tòa nếu tiểu bang áp dụng luật di dân mới vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Đạo luật này được gọi là SB4, trao thẩm quyền cho cơ quan chức năng bắt giam, truy tố và truy xuất người nhập cư bất hợp pháp ở cấp tiểu bang. Ông Brian M. Barton, trợ lý trưởng ban dân sự của Bộ Tư pháp cho biết, đạo luật SB4 đã bị vô hiệu và thể hiện rõ tính chất vi phạm hiến pháp Mỹ. Theo đó, Trung ương dự kiến sẽ khởi kiện để ngăn chặn đạo luật được thi hành trừ khi Texas cam đoan không thực thi luật. Theo đạo luật, người nhập cư trái phép khi bị bắt sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 6 tháng. Trường hợp tái phạm lần hai có thể đối mặt 20 năm tù giam. Tuy nhiên, SB4 cũng cho phép các thẩm phán ở Texas miễn tội cho người nhập cư trái phép nếu họ đồng ý giải pháp trục xuất. Thống đốc Abbott đã chỉ trích mạnh mẽ lời đe dọa từ Washington. Ông tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội X, chính quyền ông Biden không chỉ từ chối thực thi luật nhập cư hiện tại của Hoa Kỳ mà còn muốn ngăn cản Texas thực thi luật pháp chống lại tình trạng nhập cư trái phép. Tôi chưa từng thấy thái độ chống đối luật pháp nào tương tự. Ông Biden đang hủy hoại nước Mỹ, trong khi Texas đang cố gắng cứu vớt nó. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Bộ Văn hóa Hàn Quốc thông báo sẽ không cấp phép đăng ký bản quyền cho nội dung được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI. Seoul quyết tâm đặt ra danh giới rõ ràng về vấn đề đang gây tranh cãi hiện nay, rằng có nên công nhận tính pháp lý của AI như một thực thể sáng tạo hay không. Đây cũng là một trong những biện pháp nhằm đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia hàng đầu để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong buổi họp báo tại Seoul, bộ trưởng văn hóa Yu In-jeon đã nhấn mạnh rằng tích cực và chủ động phản ứng với vấn đề bản quyền mới là điều cần thiết cho đất nước giữa lúc sự phát triển của ngành công nghệ AI đang tạo ra những thay đổi chưa từng thấy trong môi trường sáng tạo. John Hap dẫn thông tin từ bộ văn hóa cho biết chỉ các sáng tạo truyền đạt suy nghĩ và cảm xúc của con người một cách rõ ràng mới được xem xét. Quyết định sẽ sớm được công bố trong văn bản hướng dẫn về vấn đề bản quyền AI dành cho các doanh nghiệp, chủ sở hữu và người dùng trí tuệ nhân tạo. Hãng tin Sputnik cho biết, tiểu bang California đang chuẩn bị đón nhận những đợt sóng khổng lồ có thể cao đến 12 mét trong tuần này do các cơn bão Thái Bình Dương đã khuấy động biển cả từ Erika đến Santa Cruz. Các quan chức dự báo, các bãi biển sẽ có khả năng sạt lở. Bên cạnh đó, lũ lụt và một số đợt sóng lớn có thể mạnh đến mức gây hư hỏng các cầu cảng. Cảnh báo về sóng cao và hướng dẫn an toàn đã được đưa ra khắp đường bờ biển của tiểu bang. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia tại khu vực vịnh San Francisco trước đó đưa ra thông báo. Người dân cần phải tránh xa và không tiếp xúc với các vùng biển nước bởi tình hình có thể đặc biệt nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên cơ quan này phát đi cảnh báo biển động kể từ đầu năm nay tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau